Trong chương trình này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây Không quân Nga thả hơn 3.500 quả bom vào quân đội Ukraine Mục đích Ukraine sản xuất hàng loạt robot chiến đấu đa năng Mỹ và Nhật Bản đề xuất cấm vũ khí hạt nhân trong không gian Ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị theo dõi Chia sẻ về hãng thông tấn Ukraine Form, Trung tướng Ivan Hariliuk, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay, các máy bay quân sự Nga đã tăng cường sử dụng bom dẫn đường tấn công vào vị trí của các lực lượng vũ trang Ukraine ở biên giới và tiền tuyến. Cụ thể, không quân Nga đã thả hơn 3.500 quả bom xuống các vị trí quân đội Ukraine, gấp 16 lần so với năm 2023. Kể từ đầu năm 2023, Nga đã bắt đầu sử dụng bom dẫn đường được trang bị mô đun cánh lượn có thể hiệu chỉnh UMPC. UMPC biến đổi những quả bom rơi tự do thông thường thành bom dẫn đường chính xác trong đó Nga đã trang bị UMPC cho bom FAB-1500 và RBK-500. Thậm chí, bom FAB-500 của Nga được ca ngợi là vũ khí làm thay đổi tình hình xung đột ở Ukraine nhờ sức mạnh tấn công lớn và phạm vi triển khai lên tới 80 km. Trước đó, giới chuyên gia phương Tây ghi nhận, Không quân Nga đã cải thiện đáng kể hiệu quả của mình trong cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine bằng việc tăng cường sử dụng bom lượn, từ đó đóng góp vào các thành công gần đây của Nga trên chiến trường. Cùng với UAV, tên lửa và trọng pháo, các quả bom lượn này đã bổ sung hỏa lực hủy diệt cho kế hoạch quân sự của Nga tại miền đông Ukraine, đặc biệt là tại thị trấn Adipka mà Nga mới giành được. Giới chức Ukraine cho biết, thứ vũ khí đa dạng này của Nga vẫn là nỗi đau đầu đối với quân đội Ukraine. Theo họ, vũ khí hiệu quả nhất giúp họ đối phó được với bom lượn là máy bay tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất và được Ukraine khát khao bấy lâu nay. Nga lần đầu triển khai bom lượn vào năm 2023. Giải pháp đó giúp Nga vượt qua thử thách từ phòng không Ukraine, muốn vô hiệu hóa ưu thế trên không của Nga trong những ngày đầu của cuộc xung đột quân sự Ukraine. Dẫu Ukraine vẫn sở hữu hệ thống phòng không và một số máy bay chiến đấu, thì Nga vẫn xoay sở được để tấn công Ukraine từ khoảng cách xa hơn bằng các quả bom lượn. Ông Dmytro Likovy, phát ngôn viên lực lượng quân sự Ukraine ở miền Đông thừa nhận, các quả bom này thật không may có sức hủy diệt rất lớn. Chúng đơn giản là phá hủy tất thảy, phá hủy các công trình, các cơ sở hạ tầng có thể dùng làm công sự phòng ngự. Lực lượng Ukraine cũng có sử dụng bom lượn, bao gồm hệ thống bom tấn công trực diện phối hợp với độ chính xác cao hơn cả của Nga. Tuy nhiên, Ukraine thiếu thốn loại bom này. Trong khi đó, bom lượn Nga đã thể hiện hiệu quả trong việc đánh chiếm Adipka. Giới chức Ukraine cho rằng kết cấu sắt nặng nề của quả bom lượn khiến nó gần như không thể bị bắn rơi bởi vì hệ thống phòng không được thiết kế chủ yếu để phát hiện tên lửa đang bay theo một quỹ đạo rõ ràng, không như bom lượn. Viện nghiên cứu chiến tranh ISV có trụ sở tại Washington cũng nhận định rằng máy bay Nga có vẻ tiếp tục thực hiện các vụ tấn công bằng bom lượn với tần suất tương đối cao, bất chấp các thông tin cho rằng lực lượng, lượng Ukraine đã bắn hạ tương đối nhiều máy bay chiến đấu của Nga. ISV cho rằng có thể Bộ Chỉ huy Nga đã cân nhắc kỹ lợi hại, xác định ích lợi từ sử dụng bom lượn lớn hơn nhiều so với rủi ro từ việc đưa máy bay tiến gần mục tiêu. Theo Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số của Ukraine, ông Mikhailo Fedorov mới đây, nước này đang chuẩn bị sản xuất hàng loạt robot trên bộ đa năng cho các nhiệm vụ ở tiền tuyến. Ông Fedorov tuyên bố rằng những robot này sẵn sàng trở thành yếu tố mang tính cách mạng tiếp theo trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga và dự kiến sẽ được triển khai trên chiến trường trong những tháng tới. Những robot mới được thiết kế để thực hiện một loạt nhiệm vụ, bao gồm phá hủy các công sự và thiết bị của đối phương, giải và giả phá bom mìn, sơ tán người bị thương và vận chuyển đạn dược. Ông Fedorov nhấn mạnh rằng Mục tiêu chính của những robot mặt đất này là giảm thiểu sự tham gia của con người trên chiến trường, mang lại một giải pháp bất đối xứng trước lợi thế về số lượng của các lực lượng Nga, giống như vai trò của máy bay không người lái. Ông Fedorov tiết lộ rằng hơn 50 robot chiến đấu đã được thử nghiệm tại one trung tâm công nghệ quốc phòng của chính phủ, được giao nhiệm vụ ứng dụng các công nghệ mới. Trong thời gian ngắn, hàng trăm robot thuộc nhiều loại khác nhau sẽ được mua thông qua sáng kiến United 24 của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky nhằm thu hút những nhà tài trợ ủng hộ ký ép và được biên chế cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, Bộ trưởng Fedorov lưu ý rằng hơn 140 robot đã được đăng ký, trong đó 96 hệ thống đã vượt qua các cuộc kiểm tra chuyên môn về quốc phòng và 14 hệ thống được hệ thống hóa theo tiêu chuẩn NATO. Một số robot, chẳng hạn như Saplia, đã hoạt động ở tuyến đầu của cuộc xung đột. Hệ thống Saplia là một phương tiện tự động có thể gắn súng máy, súng phóng lựu và các loại vũ khí khác được trang bị camera nhiệt và video cũng như điều khiển từ xa, người vận hành có thể điều khiển hỏa lực của Sablia từ một vị trí an toàn, có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa tới 2 km. Một xu hướng đang nổi lên từ các robot không người lái của Ukraina là phần lớn chúng đều khá nhỏ và nhẹ hơn so với nhiều loại robot khác được cung cấp trên thị trường quốc tế. Bà Natalia Kuznerska, trưởng dự án tại Prewan, cũng xác nhận với mạng tin Defense News sử dụng các giải pháp công nghệ cao và giá cả hợp lý mang lại cho Ukraine lợi thế trên chiến trường. Đây là những giải pháp bất đối xứng có khả năng thay đổi tình hình cuộc xung đột khi đối đầu với đối thủ có nguồn lực áp đảo. Và Kuznetska nói thêm, Ukraine đã trở thành một trung tâm công nghệ quốc phòng toàn cầu và sự phát triển của lĩnh vực này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong chính sách quốc phòng của Ukraine trong nhiều thập kỷ tới. Như vậy, một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm đẩy nhanh sự phát triển robot là thực hiện công việc nguy hiểm nhằm loại bỏ bom đạn còn sót lại trên chiến trường. Một số lượng đáng kể đạn dược và chất nổ được quân đội Nga và Ukraine sử dụng vẫn chưa phát nổ, gây ra mối đe dọa dân sự trong tương lai. Theo một số ước tính, có khoảng 174.000 km vuông diện tích Ukraine đã bị ô nhiễm bom mìn. Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói với tờ Politico mới đây rằng lâu Năm Góc cần khoảng 10 tỷ đô la Mỹ để thay thế vũ khí trong kho dự trữ quân sự của nước này đã được gửi tới Ukraine. Hiện khoản tiền 60 tỷ đô la Mỹ mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đang hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua cũng bao gồm nguồn tài trợ để bổ sung kho dự trữ quân sự của Mỹ. Thượng viện Mỹ đã thông qua khoản chi tiêu này nằm trong dự luật viện trợ quân sự nước ngoài trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, nhưng hiện Hạ viện Mỹ vẫn chỉ hoãn việc đưa ra bỏ phiếu. Quan chức Mỹ trên cho biết nếu Lầu Năm Góc không nhận được số tiền bổ sung sẽ gây tổn hại cho quân đội Mỹ. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ khi kho dự trữ đang ở mức thấp trong bối cảnh không thể nhận được nguồn tài chính mới. Theo Bloomberg, chính quyền Biden đã nhấn mạnh với Quốc hội Mỹ về gói ưu tiên để bổ sung kho vũ khí của Mỹ, thay thế trang thiết bị quân sự đã gửi đến Ukraine. Việc bổ sung bao gồm tất cả mọi thứ, từ đạn pháo 155mm và tên lửa phóng từ trên không chống radar cho đến thiết bị nhìn đêm. Lầu Năm Góc đã gửi Quốc hội Mỹ danh sách đề xuất bổ sung vũ khí, trang thiết bị như sau. 2,1 tỷ đô la Mỹ cho sản xuất đạn pháo 155mm tại các nhà máy ở Texas, Iowa, Arkansas, Ohio, Pennsylvania, Kansas và California 915 triệu đô la Mỹ để mua thêm tên lửa chống radar HAM được sản xuất ở California, Minnesota và Tây Virginia. 797 triệu đô la Mỹ cho tên lửa của hệ thống Patriot từ các cơ sở ở Texas, Arkansas, Georgia, Florida và Tây Virginia. 549 triệu đô la Mỹ cho tên lửa phóng loạt GMLRS được sản xuất ở Arkansas, California, Tây Virginia Ohio và Florida. 348 triệu đô la Mỹ cho tên lửa chống giáp TOW được sản xuất ở California, Arizona và Utah. 308 triệu đô la Mỹ cho các thiết bị nhìn đêm được sản xuất ở New Hampshire và Virginia. Trong khi đó, hãng tin AP cho biết, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Charles Quinton Brown đã đến thăm cơ sở vũ khí Camden, Arkansas của Lockheed Martin và nhà máy đạn dược quốc phòng Mark Alester ở McAllister, Oklahoma, cùng với các nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ. Thượng nghị sĩ Arkansas John Bostman, Thượng nghị sĩ Oklahoma Mark Mullin và Hạ nghị sĩ Arkansas Brad Westerman và Hạ nghị sĩ Oklahoma George Mirichen để giải quyết những lo ngại về hàng tỷ đô la Mỹ được gửi ra nước ngoài trong khi có quá nhiều nhu cầu khác ở trong nước. Tướng Brown cho biết chuyến thăm nhằm chỉ ra mức độ cần thiết của nguồn tài trợ bổ sung kho dự trữ quân sự của Mỹ đã được gửi tới Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và việc gia tăng sản xuất đó hỗ trợ nền kinh tế của Mỹ như thế nào. Đây là một vấn đề mà Lầu Năm Góc ngày càng thúc đẩy trong những tháng gần đây khi nguồn tài trợ hiện tại cho Ukraine cạn kiệt. Theo ông Brown, phần lớn số tiền viện trợ, khoảng 80%, sẽ quay trở lại cơ sở công nghiệp quốc phòng của Mỹ. Chuyến thăm trên cũng nhằm khẳng định rằng gói viện trợ trị giá 95 tỷ đô la Mỹ đang bị treo tại Quốc hội Mỹ không chỉ quan trọng đối với sự sống còn của Ukraine mà còn quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ. Về các khoản viện trợ sắp tới cho Ukraine, phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Sykes xác nhận rằng Mỹ sẽ không thể cung cấp thêm hỗ trợ quân sự cho Ukraine nếu không được Quốc hội Mỹ phê duyệt kinh phí bổ sung. Theo bà Sykes, gói viện trợ trị giá 300 triệu đô la Mỹ mà Bộ Quốc phòng Mỹ công bố ngày 12 tháng 3 là một trường hợp duy nhất. Kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022 đến nay, Mỹ đã cam kết cung cấp hơn 44 tỷ đô la Mỹ thiết bị quân sự cho Ukraine. Mỹ cũng đã chi ít nhất 113 tỷ đô la Mỹ cho cuộc chiến ủy nhiệm, bao gồm hỗ trợ tài chính và các loại viện trợ khác cho Ukraine. Lầu Năm Góc cho biết họ vẫn có hơn 4,1 tỷ đô la Mỹ mà theo đạo luật ủy quyền quốc phòng, Tổng thống Mỹ có thể cho phép chuyển trực tiếp từ kho dự trữ của Mỹ cho Ukraine, nhưng quyền này chưa được sử dụng vì không có kinh phí để bổ sung vũ khí. Tại phiên tranh luận công khai của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với chủ đề giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân, Mỹ và Nhật Bản đã đề xuất một nghị quyết của Hội đồng Bảo an nhấn mạnh rằng các quốc gia cần tuân thủ hiệp ước cấm đưa vũ khí hạt nhân lên vũ trụ. Nghị quyết do Mỹ và Nhật Bản soạn thảo kêu gọi các nước bị ràng buộc bởi hiệp ước không gian vũ trụ không đưa vũ khí hạt nhân lên vũ trụ, đồng thời không phát triển các loại vũ khí này. Nghị quyết được cho là nhắm tới Nga khi Washington cho rằng Moscow đang phát triển một loại vũ khí hạt nhân chống vệ tinh phóng từ vũ trụ và loại vũ khí này có thể làm gián đoạn liên lạc quân sự cho tới các dịch vụ điện thoại. Nga đã bác bỏ thông tin nước này đang phát triển loại vũ khí trên, đồng thời cho biết nước này phản đối việc triển khai vũ khí hạt nhân trong vũ trụ ngoại trưởng nhật bản yoko kamikawa người chủ trì cuộc họp hội đồng nhấn mạnh việc thực thi lệnh cấm đưa vũ khí hạt nhân vào không gian cần được triển khai ngay đại sứ mỹ tại liên hợp quốc bà thomas greenfield cho biết tất cả các bên tham gia hiệp ước phải cam kết cấm vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt khác bà thomas greenfield cũng nhắc lại trước hội đồng rằng mỹ sẵn sàng hợp tác với nga và trung quốc mà không cần điều kiện tiên quyết về các vấn đề kiểm soát vũ khí song phương Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh không bao giờ được để xảy ra một cuộc chiến tranh hạt nhân, vì chiến tranh hạt nhân không bao giờ dẫn đến chiến thắng và cuối cùng toàn thể nhân loại sẽ phải trả giá. Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc, một biện pháp duy nhất để ngăn chặn điều này là giải trừ vũ khí hạt nhân. Ông kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân dẫn đầu trong việc giải trừ trên 6 lĩnh vực. Theo đó, trước hết là tăng cường tính minh bạch và các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm ngăn chặn việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Thứ hai, dừng đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Thứ ba, tái khẳng định cam kết không thử nghiệm hạt nhân để củng cố hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Thứ tư, chuyển từ cam kết sang hành động cụ thể về giải trừ vũ khí hạt nhân theo hiệp ước không phổ biến hạt nhân. Thứ năm, cam kết không phải là nước sử dụng trước vũ khí hạt nhân trong mọi trường hợp. Cuối cùng, cần phải theo đuổi việc cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân. Ông Guterres cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân ngày càng cao do căng thẳng địa chính trị hiện nay và kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động hướng tới một thế giới không còn công cụ hủy diệt này. Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa cam kết khởi động khuôn khổ đối thoại mới nhằm đàm phán hiệp ước đa quốc gia về cấm sản xuất vật liệu hạt nhân làm vũ khí, hiệp ước cắt giảm vật liệu phân hạch FMCT. Sáng kiến này nhằm mục đích tăng cường sự chú ý chính trị đối với FMCT trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng chia rẽ về việc thúc đẩy giải trừ vũ khí hạt nhân, trong khi vẫn tồn tại lo ngại về việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong các cuộc xung đột. Theo ngoại trưởng Kamikawa, sáng kiến là bước đi mới nhằm hiện thực hóa kế hoạch hành động Hiroshima của thủ tướng nhật bản fumio kishida nhằm giảm thiểu rủi ro hạt nhân